Công vụ các sứ đồ chương 1 hỏi Theophile trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngài được cất lên trời sau khi ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem và cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem ngài. Có một đám mây tiếp ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm trên trời. Trong lúc ngài ngự lên, sẽ có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này để được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thô-ma, Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ, con của A-phê, Si-môn, Sê-lốt và Giu-đe, con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng, hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêsu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó, cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hendama, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta, từ khi dân làm phép báp tem cho đến ngày ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, đã có một người làm chứng cùng chúng ta về sự ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph, tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúp-tu, và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng, lạy Chúa, ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi, nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn, đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoàn bắt thăm, chúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ.